À, thưa tất cả các quý vị trong vòng một buổi sáng thì chúng ta đã có ba cái phiên tham luận theo các cái tiểu chủ đề và các ý kiến thì rất là đa dạng từ cái những cái bài phát biểu từ cái góc nhìn của một cơ quan quản lý của chính phủ đến chính quyền địa phương là một đại diện rất là tiêu biểu đó là thành phố hải phòng. thế rồi cách nhìn của một à, lãnh đạo, một thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao trong cái vấn đề hội nhập quốc tế nói chung, hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng, ý kiến của các cái chuyên gia đến từ rất nhiều các cái tổ chức cơ quan, từ uân banh, từ đại học Lý à, quang diệu giáo sư vũ minh khương hay là đến từ trường đại học tổng hợp của úc rồi đại diện của phái đoàn châu âu tại việt nam và tuy là chúng ta cũng không có nhiều thời gian nhưng chúng ta cũng đã nghe đại diện của một cái hiệp hội ngành hàng chị minh nguyên là thứ trưởng bộ thủy sản chủ tịch Văn xếp người đã có rất nhiều các cái tâm huyết trong cái phát triển các cái cái cái, cái, cái thủy sản của việt nam cũng như là À, bây giờ là cái uh, hiệp hội về cái thực phẩm sạch. Chúng ta cũng đã có thêm một số các ý kiến uh, tham gia tranh luận rồi thảo luận rồi hỏi. Để tiếc là thời gian nó không có nhiều để chúng ta có thể uh, trao đổi được thêm. Hội thảo này cũng đã thu hút được cái lãnh đạo của 22 bộ ngành, 56 tỉnh thành phố mà trong cả nước và một số cái lãnh đạo cấp trưởng võ trí thành nói hôm nay đáng lẽ là có sự hiện diện của bộ trưởng bộ công thương ở diễn đàn này Nhưng mà sáng nay thì bộ trưởng công thương phải tháp tùng chủ tịch quốc hội thăm chính thức hàn quốc phút cuối cùng là anh phải, phải quyền cho đồng chí thứ trưởng bộ công thương phụ trách về hội nhập kinh tế quốc tế đáng lẽ sẽ có cả nhị vị tướng quân tham gia cái, cái hội nghị này theo ban tổ chức thì có mời khoảng 300 đại biểu. Thế nhưng mà từ sáng đến giờ thì tôi thấy là số lượng đại biểu nó nhiều hơn. Và nếu như đầu giờ mà theo từng thuật của cái cách tường thuật của báo chí tức là hội trường rất là rộng của trung tâm hội nghị quốc tế 11 thì ông Phong là chật cứng không còn một chỗ ngồi. Nó tương nó cũng giống như là tình trạng của sân Mỹ Đình mà cách đây mấy hôm mà khi đội tuyển quốc gia của chúng ta đón tiếp đội tuyển Malaysia trong cái trận của vòng bảng và cũng sẽ giống như là cái sân vận động Mỹ Đình vào ngày 6 tháng 12 tới đây khi chúng ta tiếp đón đội tuyển Philippines ở trận bán kết lượt về trong khuôn khổ là AFF Cup. Chắc là như thế. Báo chí cứ đưa tin như thế thì chắc là cũng đúng thôi tôi thì không có cái tham vọng tổng kết cái hội thảo bởi vì bộ phận thư ký có rất nhiều các cái chuyên gia với trợ giúp của rất nhiều công cụ thông tin truyền thông ở bên kia thì đã làm cái việc này sẽ tổng hợp đầy đủ tất cả các cái kết quả của diễn đàn này để báo cáo với chính phủ và thủ tướng trình lên chính phủ và thủ tướng tôi chỉ nói một số các cái vấn đề mà có thể gọi là thu hoạch được qua cái hội thảo cái như tôi nói lúc đầu là chúng ta nhận định đánh giá gọi là trong tình hình mới là tình hình như thế nào. Thì ở trong nước thì chúng tôi đã nói rồi. Ở trong nước thì chúng ta đã có những cái bước đi về hội nhập. Nói chung, hội nhập kinh tế quốc tế rất là thành công. Kể cả về mặt thể chế, kể cả về mặt tổ chức chỉ đạo thực hiện và kể cả về mặt kết quả. Kết quả đó đã đóng góp rất lớn cho cái thành tựu kinh tế xã hội của đất nước ta trong 30 năm đổi mới và cũng như những năm gần đây. Thì cái đó thì chúng tôi cũng không phải trình bày thêm nữa. Đối với bối cảnh của thế giới thì chúng tôi thấy là các bài phát biểu thì có nhấn mạnh một số cái điểm như thế này. Thứ nhất là Việt Nam ngày càng gắn kết sâu rộng hơn với thế giới. Đấy là điều rất là rất là chân lý. Đổ mỡ kinh tế thì cao và là một mắt xích liên kết kinh tế khu vực, liên kết liên khu vực. Và Việt Nam là thành viên của nhiều diễn đàn khu vực và toàn cầu lớn. Vì vậy cho nên là bất cứ cái biến động nào của kinh tế và vấn đề cái biến động địa chính trị của khu vực cũng như thế giới thì sẽ tác động lớn. Và như Thứ trưởng Thực trực Bùi Thanh Sơn có dùng cái từ là ngay lập tức đến cái tình hình kinh tế của Việt Nam. Và giáo sư Bùi Minh Vũ Minh Khương thì nói là rõ ràng việt nam mình rất dễ bị tổn thương nhưng mà cái tổn thương này của giáo sư vũ minh khương thì cũng nói chính là lợi thế đây chính là một cái rủi ro nhưng mà cũng là cái lợi thế dễ tổn thương thì anh phải biết cách tự bảo vệ thế chỗ cái này phần sau tôi sẽ nói rồi này và từ cái đặc điểm như vậy cho nên là các cái rủi ro toàn cầu trên thực tế thì à, cũng như là, là 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 cái xu hướng ấy thì à, chúng ta còn phải tiếp tục cập nhật thêm nhưng mà có thể nói rằng là vẫn còn rất lớn cứ trưởng thường trực bộ thanh sơn nói rằng là không thể nói rằng là cái rủi ro thì ít đi trái lại thì nó ngày càng tăng lên tăng lên và cũng có nhiều ý kiến từ world bank từ các đại biểu quốc tế cho rằng là cũng còn khó cũng còn bất định, bất định. mặc dù g 20 cũng đã đạt được một số cái, có một số cái tín hiệu rất là khả quan nhưng mà xu thế thế nào để chúng ta còn phải tiếp tục cập nhật như tiến sĩ võ trí thành có nói nó là vấn đề rung lắc qua vùng thời tiết xấu mà phải đeo thắt lưng hay là đây là nó xu thế mà máy bay phải quay trở lại hoặc là phải đáp vào phi trường khác phải loại thế. À, Thứ trưởng à, Đỗ Thắng Hải thì nhấn mạnh nhiều và một số đại biểu nhấn mạnh nhiều đến cái điều kiện của cách mạng kinh doanh 4 trong, cách mạng công nghiệp 4.0 cái đổi mới sáng tạo trong cái kỷ nguyên cách mạng 4.0 thì đúng là nó mang tính là đột phá và phá hủy. Các cái mô hình kinh doanh cũ, phương thức thanh toán cũ nó không còn phù hợp, không còn phù hợp. Thương mại điện tử kinh tế số, thương mại điện tử xuyên biên giới đã phổ biến hơn và đi kèm với nó là những cái rủi ro liên quan đến chủ quyền số, đến tấn công an ninh mạng, vân vân, rất nhiều các vấn đề rủi ro mà phi truyền thống thậm chí như tiến sĩ võ duy thành nói là trong cái, cái 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 điều kiện đó thì những cái mạng sản xuất và chuỗi giá trị có khi nó cũng chưa biết là nó diễn biến như thế nào nó sẽ thay đổi như thế nào thế rồi các cái căng thẳng về thương mại giữa các cái nước lớn ấy, thì như nhiều đại biểu nói ấy, là nó xuất phát từ thương mại nhưng không đơn thuần chỉ là vì, vì, vấn đề thương mại. Cho nên là nó, nó, có những dấu hiệu thì rất là khả quan nhưng mà chúng ta còn phải tiếp tục cập nhật, phân tích và theo dõi một cách rất là là lâu dài. Đến <laughs> trường đại diện của Quấn Banh cũng nói rằng là nó khó mà có thể dự báo một cách như chính xác được nó là thế nào. Với cái đặc điểm thứ ba mà các cái bài trình bày đều nhấn mạnh ấy, là các thể chế đa phương cũng đang gặp khó khăn ở giai đoạn chuyển đổi mang tính bước ngoặt. Một số các cái khuôn khổ luật chơi đang được điều chỉnh và định hình lại. Thứ 20 gần đây thì cũng đã có những cái thông điệp về cái việc mà cần thiết phải có cái cải tổ lại về tiêu, ủng hộ cái thương mại đa phương nhưng mà cũng phải trên cơ sở cũng nhìn nhận để có thể xem xét để cải cách. Các cái định chế tài chính khác như là World Bank hay IMF, ILO vân vân thì cũng đều đứng trước những nhu cầu cần phải có cái cải cách. Có cái cải cách. Cái thứ tư là chủ nghĩa bảo hộ là các cái rủi ro như nợ công, tỷ giá đồng đô la là lên giá rồi cái lãi suất chung và dài hạn nó tăng lên. Cùng những cái căng thẳng địa chính trị xung đột đang tác động không nhỏ đến tăng trưởng kinh tế của toàn cầu. Và như trong một số bài trình bày thì nếu mà OECD thì dự báo là thì kinh tế thế giới sẽ giảm khoảng 3% và 5% vào năm 2018-2019. Còn IMF cũng có đưa ra cái kịch bản xấu nhất là GDP toàn cầu có thể giảm đến 0,5%, tương đương với cái thiệt hại là khoảng 430 tỷ đô la Mỹ theo cái số liệu mà thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn và Độ Thắng Hải cũng có đưa ra. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có những cái 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 vấn đề rất là thuận lợi. Bất cứ việc nào thì cũng có hai mặt của nó, có cái thách thức và có cái cơ hội và đơn giản là có những cái thách thức cũng bản thân là cơ hội như là vấn đề mà tính dễ bị tổn thương như giáo sư Vũ Minh Khương đã nêu. Một số các cái nhân tố xu hướng thuận lợi có tạo nên những cái cơ hội ảnh hưởng tích cực đến cái tiến trình tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của chúng ta thì có thể kể ra một số cái vấn đề lớn là 10 năm sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009 thì kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi và tăng trưởng tích cực. Dự kiến thì trong năm 2018 này cũng sẽ khoảng 3,7% như là dự báo của IMF. Đồng thời thế giới cũng bước vào cái thời kỳ chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc đến năm 2030. Sáng tạo và bao trùm với mô hình kinh tế xanh, kinh tế trí thức, kinh tế số v.v. Và đáng chú ý là Việt Nam của chúng ta cũng là nước được đánh giá hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để có thể hiện thực hóa được những cơ hội mới to lớn này. Một vấn đề nữa là cục diện đa phương, đa trung tâm, đa tầng nước tiếp tục được thúc đẩy bởi nhiều quốc gia với các nhiều sáng kiến. Và đồng thời các nền kinh tế mới nổi như BRICS tiếp tục vươn lên. Để các cơ chế khu vực gia tăng vai trò là những tập hợp chủ thể hợp tác đa phương như EU, ASEAN, APEC, rồi CPTPP, Liên minh Thái Bình Dương, các cơ chế đa phương khu vực và tiểu vùng như ASEAN, APEC, các khuôn khổ hợp tác Mekong vân vân và liên khu vực như là ASEM vân vân tiếp tục phát triển các diễn đàn cơ chế toàn cầu như G20, G7, BRICS hay là web vẫn đóng vai trò quan trọng trong quản trị toàn cầu và rồi chúng ta cũng đã tổ chức rất là thành công cái diễn đàn UEP ASEAN của khu vực ASEAN được đánh giá là một trong những diễn đàn thành công nhất trong lịch sử 27 năm cái tổ chức cái diễn đàn khu vực này. Điểm tích cực đối với khu vực chúng ta là châu Á, Thái Bình Dương vẫn tiếp tục phát triển năng động. Đây cũng là khu vực nhận được sự quan tâm của nhiều nước lớn và ngoài khu vực với các sáng kiến. Trong bối cảnh đó, ASEAN đạt được một số tiến bộ trong tiến trình xây dựng cộng đồng. Và mặc dù còn có nhiều khó khăn cả trong và ngoài, thì song ASEAN vẫn giữ được vai trò trung tâm trong các cái cấu trúc khu vực và được các nước quan trọng. Thì như vậy là chúng ta thấy bên cạnh những cái khó khăn chúng ta vẫn có những cái thuận lợi, những cái thuận lợi rất là căn bản. Trong cái buổi cảnh đó, cạnh cảnh đó thì cái quan điểm, cái phương châm ứng xử của chúng ta như thế nào? Nhìn như vậy rằng là cơ hội là không nhỏ, thách thức khó khăn đang và sẽ tiếp tục gia tăng, trong bài của Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải thì dùng một cái thuật ngữ là phải bình tĩnh. Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn thì đã sử dụng thuật ngữ là tỉnh táo và cân bằng. Cần hết sức tỉnh táo và cân bằng. Như cho rằng những cái tác động đó vẫn trong phạm vi kiểm soát. Và <laughs> anh Thanh Sơn là dùng một cái thuật ngữ là thế giới nó đi vào cái trạng thái nó gọi là bình thường mới thì chúng ta cũng phải quen với cái điều này. Đây là một cái khái niệm hôm nay tôi thấy cũng rất lưu ý rất là thú vị là đang đi vào một cái trạng thái là bình thường mới, bình thường mới. Và rõ rõ cái quan trọng là nội lực của chúng ta là như thế nào? và trong cái bối cảnh này thì chúng ta nhớ lại cái lời dạy của bác hồ kính yêu của chúng ta dĩ bất biến ứng vạn biến điều quan trọng là việt nam chúng ta như thế nào tôi thấy rất nhiều chuyên gia trong ngoài nước đều nói cái vấn đề này thế giới có những cái diễn biến mà mình làm sao mà mình kiểm soát được mình không kiểm soát được vấn đề là lấy cái dĩ bất biến để đối phó với cái ứng vạn biến Quan trọng là Việt Nam chúng ta phải mạnh lên, phải mạnh lên. Phải hội nhập tích cực cả bên ngoài và những cái cải cách thể chế rất là mạnh mẽ ở bên trong thì chúng ta tiếp tục hội nhập thành công. Chúng ta cần phải chủ động, chủ động ở đây thì dứt khoát là không phải để bị động và bất ngờ, đổi mới thiết thực và hiệu quả hơn nhiều ý kiến cũng nói đến vấn đề khát vọng và chúng ta phần phải có cái nỗ lực rất lớn. Vũ Minh Khương dùng cái thuật ngữ tôi thấy rất hay nên là chúng ta phải có những nỗ lực để phải đến cái mức mà để cho thế giới ngạc nhiên và thậm chí là thế giới phải kinh ngạc như là đội tuyển quốc gia của chúng ta đã làm được tại sân uh, trong cái trận ban kết lượt đi ở Philippines. Có thể hình chúng ta rất là nhỏ, nhưng chúng ta sẵn sàng là chơi pressing tầm cao là toàn mặt trận, toàn sân, suốt từ phút đầu tiên đến phút bù giờ cuối cùng. Sẵn sàng tranh chấp thể lực tay đôi với các cầu thủ to lớn mà đã được thi tuyển, ở, đã được thi đấu ở châu Âu. Sẵn sàng ăn miếng, trả miếng, gây ra bất ngờ cho đối phương. Báo chí của Philippines, của thế giới, và các cầu thủ Philippines là kinh ngạc không biết là Việt Nam đá cái kiểu gì. Đấy là 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 nỗ lực kinh ngạc đây giáo sư Vũ Minh Khương Các cầu thủ của chúng ta làm được cái chuyện này. Chúng ta không phải làm được cái chuyện này. Tôi thấy rất thích tôi cái từ này, từ cái khát vọng, từ cái ý chí của chúng ta cần phải có nỗ lực. Nỗ lực phải đến cái mức mà phải làm cho thế giới phải ngạc nhiên, làm cho thế giới phải kinh ngạc. Cũng chỉ mình xem lại mình phân tích cái trận đấu ở ở Philippines vừa rồi thấy về mặt chiến thuật nó hay lắm về mặt. Thế trận này nó hay lắm, nó không đơn giản là vấn đề về tỷ số. Hôm nay trận đấu kết thúc rồi tôi phải nghiên cứu cái vấn đề này đến gần như suốt đêm. Đọc tất cả các cái mạng của thế giới cũng các cái hãng thông tấn báo chí rồi các cầu thủ cho đến các huấn luyện viên rồi 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 các cái nhà bình luận trong và ngoài nước mà người ta cập nhật nhanh lắm. Anh... kèm theo những ảnh chế rất là vui vui thì đấy là một số các cái ví dụ mà tôi nghĩ đấy là cái tính mà cái phương châm mà tôi thấy lần này nhiều đại biểu đưa ra đây tôi thấy cũng rất là cần phải ghi nhận và đánh giá tiếp tục đánh giá những vấn đề này bây giờ giải pháp thì như thế nào thì đại biểu phát biểu rất là nhiều các chuyên gia khuyến cáo rất là nhiều tôi thấy tổng hợp lại có mấy cái ý thế này để tổng hợp trong cái báo cáo để trình uh, chính phủ và thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thứ nhất ấy, là chúng ta tiếp tục xử lý tốt cái quan hệ giữa chủ động tích cực hội nhập quốc tế và xây dựng cái nền kinh tế độc lập tự chủ với cái việc khát khao khát vọng nâng cao sức mạnh tổng thể quốc gia hai cái vấn đề cái mối quan hệ này rất lớn cái chủ trương chủ động tích cực hội nhập quốc tế, lấy hội nhập kinh tế quốc tế làm trọng tâm là nhất quán và xuyên suốt của Đảng nhà nước ta. Nhưng bên cạnh đó chúng ta phải xây dựng một nền kinh tế tự chủ và nâng cao sức mạnh tổng hợp của quốc gia. Lấy cái cái cái, cái dĩ bất biến để, để 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 ứng với cái 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 vạn biến. Cái điều này chúng ta làm được thì chúng ta không có gì chúng ta phải ngại cả. Chúng ta sẽ biến được cái cơ hội thể hiện thực và chúng ta sẽ vượt qua được các cái thách thức thậm chí là biến các cái thách thức thành cơ hội. Việc thực hiện các cam kết hội nhập sâu rộng đang tạo sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt trên cả ba cấp độ quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm. Vấn đề lớn đặt ra là làm sao thực hiện hiệu quả các FTA thế hệ mới để tăng cường nội lực, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế, nuôi dưỡng và phát triển được nhiều như là thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn có dùng câu là gen Việt Nam yếu tố Việt Nam ở trong này và chúng ta phải giải quyết rất đồng bộ nhiều vấn đề từ các, cái vấn đề hoàn thiện các thể chế kinh tế trong nước là như đại biểu Dương Quốc Anh đến từ ủy ban kinh tế của Quốc hội không chỉ là vấn đề là luật pháp mà vấn đề chính sách vấn đề thể chế vấn đề tổ chức điều hành vân vân chúng ta phải thực hiện cái này và giáo sư Vũ Minh Khương thì nói là chúng ta thiết kế cái thể chế cái kinh tế này không chỉ cho trong ngắn hạn mà cho là thiết kế cái thể chế cho tương lai với cái tầm nhìn rất là dài hạn rất là dài dài hạn để chúng ta chúng ta biết định vị đang ở đâu và chúng ta sẽ hướng đến như thế nào trước mắt chúng ta có hai cái mốc rất là quan trọng một là xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm để trình đại hội đảng giai đoạn 2021-2030 hướng đến 100 năm thành 100 năm thành lập đảng của chúng ta và cái mốc thứ hai là 2045 là 100 năm thành lập nước. Thành lập nước. Thì chúng ta cũng phải tiếp tục là đặt cái ổn định nền tảng kinh tế vĩ mô lên hàng đầu. Độ mở mình lớn như thế mà thế giới nó bất định như thế. À, về những uh, chuyên gia của Văn Banh cũng, cũng, cũng khuyến cáo và chúng tôi thấy rất đồng tình là chúng ta phải tiếp tục gia tăng cái khả năng chống chịu của nền kinh tế của chúng ta nhất là hệ thống tài chính và ngân hàng tự dễ bị tổn thương thì mình phải tự vệ thôi. mình phải 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 làm cho mình mạnh lên cũng cách nào khác cả chúng ta đang đi rất đúng hướng cái hướng này và chúng ta tiếp tục tiếp tục tăng cường cái chỗ này và chúng ta tiếp tục thực hiện ba cái đột phá chiến lược đẩy mạnh cái tái cơ cấu nền kinh tế nâng cao năng suất chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế đây là tiền đề rất là quan trọng để chúng ta hội nhập và phát triển, nâng cao nội lực nhằm tận dụng cơ hội vượt qua thách thức. Tôi thấy cái 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 chùm thứ nhất, cái này nó càng nhận thức nó rõ ra và cái điều này nó không chỉ có tác dụng ngắn hạn trong từng năm một mà còn có cả một cái cách nhìn có thể là với cái tầm nhìn nó dài hơn. thứ hai là thuộc cách mạng 4.0 là cơ hội rất lớn để chúng ta đẩy nhanh hơn tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa, định vị đất nước ở vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu, và thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước. Vấn đề đặt ra cho chiến lược phát triển của Việt Nam hiện nay và những năm tới là tìm kiếm động lực mới cho phát triển gắn với cách mạng 4.0 và lợi thế của đất nước như công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao, đô thị thông minh, các ngành dịch vụ được phát triển từ cách mạng 4.0 như thương mại điện tử, rồi logistics, chuỗi cung ứng và vận tải thông minh, công nghệ tài chính, y tế, du lịch chất lượng cao, Phát triển những lĩnh vực này không chỉ tạo nhiều việc làm mà còn tạo nhu cầu thị trường cho đổi mới sáng tạo và công nghệ. Hiện nay chúng ta đang xây dựng chiến lược để thích ứng với cuộc cách mạng 4.0 và trong nghị, nghị quyết 01 của chính phủ thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang chỉ đạo để đưa vào những nội hàm đột phá cho cái lĩnh vực rất là quan trọng này. Vấn đề chuyển đổi số, vấn đề xây dựng chính phủ điện tử, vấn đề xây dựng cái dữ liệu quốc gia, vấn đề liên quan đến cái thử nghiệm các cái mô hình thanh toán mới các cái mô hình kinh doanh mới mô hình thanh toán mới những vấn đề thanh toán không dùng tiền mặt kết nối giữa cái ví điện tử với tài khoản của ngân hàng hay là kết nối ví điện tử với cả các cái tài khoản của viễn thông vân vân là những vấn đề nghị sự mà đang đặt trên bàn của chính phủ và thủ tướng chúng ta xem xét trong cái giai đoạn tới đây nhất là tìm kiếm những cái đột phá và động lực cho cái 2019 và những năm tiếp theo chúng ta đang làm cái lĩnh vực này. Thứ ba là chúng ta cần kiên định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương dạng hóa, đa phương hóa để góp phần xây dựng một trật tự quốc tế khu vực hòa bình ổn định dựa trên pháp luật quốc tế, xây dựng vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình. Nhất là trong bối cảnh Việt Nam mà sắp tới 2020 là chúng ta ở giữ cương vị là chủ tịch của ASEAN và đang ứng cử làm ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thứ tư là Việt Nam cần chủ động có biện pháp thích ứng với những tác động đa chiều của cạnh tranh thương mại, chiến tranh thương mại và chủ nghĩa bảo hộ. Chú trọng mở rộng các hoạt động xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao. Thu hút đây là thu hút chọn lọc các đầu tư nước ngoài có chất lượng cao đi đôi với cái nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các tác động từ bên ngoài. Thứ năm, hội cập kinh tế quốc tế là sự nghiệp của toàn dân, trong đó doanh nghiệp doanh nhân là lực lượng đi đầu. Vấn đề đặt ra chúng ta cần nỗ lực hoàn thiện, thực hiện quyết liệt hiệu quả thực chất các cơ chế chính sách thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tranh thủ tốt cơ hội lợi ích của hội nhập quốc tế. Và trong cái trường hợp này thì chính phủ chủ động thì doanh nghiệp của chúng ta cũng phải chủ động. Vừa rồi chúng tôi có chỉ đạo là văn phòng ban chỉ đạo là tích hợp các cam kết của các hiệp định thương mại tự do thành một là những cái vùng lãnh thổ, những cái nền kinh tế tích hợp theo loại chính sách để có những cái tài liệu, những cái cẩm nang để hướng dẫn doanh nghiệp và hiện nay cái văn phòng đang làm rất là tốt cái việc này doanh nghiệp cần phải chủ động và sáng tạo hơn và rõ ràng là một doanh nghiệp không thể làm được mà phải cộng đồng doanh nghiệp phải hiệp hội doanh nghiệp hiệp hội ngành hàng như chị Minh đã nói vai trò của hiệp hội ngành hàng cần phải được tăng cường lên tăng cường lên. Chúng ta thì cũng đã nói với nhau là muốn đi xa thì có thể đi một mình. Nhưng mà muốn đi nhanh à muốn đi nhanh thì có thể đi một mình. Nhưng muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Bây giờ muốn cả đi nhanh rồi cả đi xa mà quan trọng là muốn phải đi về đích. Thì rõ ràng là chúng ta cùng phải đi với nhau, đi với nhau. Chúng ta không thể nào đi một mình được. Chúng ta có những cái nỗ lực có thể gây cái ngạc nhiên và kinh ngạc cho người khác nhưng mà rõ ràng là chúng ta phải 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 đi cùng nhau và cũng phải đi với các cái quốc gia khác cũng phải hợp tác với các quốc gia khác trong cái dòng chảy chúng tôi cho rằng cái xu thế hợp tác rồi là, 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 là thương mại đa phương theo cái hướng cân bằng thì là vẫn là cái xu thế chủ đạo Vấn đề thứ sáu là việc xây dựng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hội nhập theo hướng chuyên nghiệp bản lĩnh, có trình độ chuyên môn, kỹ năng thời đại số trở nên rất là cấp biết, bách và cần thiết. Mọi sự hợp tác hỗ trợ của các bạn bè quốc tế trong lĩnh vực nâng cao năng lực đều được hoan nghênh. Chúng ta rất là hoan nghênh cái việc này. Hôm qua chúng tôi cũng đã tiếp cái trưởng bộ phận của của trung tâm phát triển của ECD thì cũng đang họ cũng đang cùng phối hợp với chính phủ của chúng ta để xây dựng cái báo cáo đánh giá giám sát đa chiều của quốc gia để cung cấp dữ liệu cho chúng ta đánh giá cái chiến lược 10 năm qua và xây dựng cái chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm tới và mọi cái cái sự ủng hộ và giúp đỡ của các cộng đồng quốc tế nhất là các đối tác phát triển như World Bank, IMF và các đối tác khác thì chúng ta hết sức là trân trọng và hoan nghênh. Ngày hôm nay Thủ tướng cũng đang chủ trì một cái diễn đàn và ngày mai chúng ta tiếp tục chủ trì một diễn đàn nữa về doanh nghiệp cũng như là diễn đoàn đối thoại thường niên uh, cuối năm ở tại Hà Nội này. Đặc biệt là những năng lực phân tích, đánh giá, dự báo, tham mưu, đề xuất, chính sách. thì Trong cái điều kiện mà chúng ta thấy là có những vấn đề hiện nay cũng đang rất bất định thì chúng ta phải liên tục cập nhật, liên tục phân tích, đánh giá, nhận định, dự báo. Đôi khi khó đoán định lắm không chị? và tuyệt đối là không được để cho chính phủ bất ngờ, bị động. Muốn chủ động thì trước hết là phải không để bất ngờ và bị động. Phương châm của chúng ta hành động là phải chủ động mà và thế giới nó thay đổi nhanh chóng như vậy. Hiện nay thì chính phủ, thủ tướng đang chỉ đạo và chúng ta đã hoàn thành một cái báo cáo quốc gia liên quan đến củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô và duy trì động lực tăng trưởng trong cái điều kiện như hiện nay. Và cuối cùng. À, phải phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành địa phương, liên ngành, hiệu lực và hiệu quả. Đây là cái giải pháp có ý nghĩa then chốt trong việc giúp chúng ta tranh thủ được những cơ hội và hóa giải được các thách thức mà tình hình đặt ra đối với tiến trình hội nhập của đất nước. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải nâng cao năng lực và nhận thức của các doanh nghiệp để tận dụng các cơ hội từ yêu cầu hội nhập là yêu cầu cấp bách, cấp bách. Và cái cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành địa phương, liên ngành và hợp tác với doanh nghiệp như thế này thì giáo sư vũ minh khương có đưa ra một cái công thức là smart một cái, một cái mô hình là smart với các cái cấu trúc tôi không nhắc lại nữa ở trong này rất nhiều cái thành tố liên quan đến vai trò của chính phủ của các cái cơ quan các bộ ngành các địa phương các hiệp hội ngành hàng các doanh nghiệp doanh nghiệp vân vân thì đó là một số các cái tôi cho là một số các cái thu hoạch chính thì ngoài ra thì từ các cái bài phát biểu chúng ta có một cái quyển kỳ yếu là mấy trăm trang và nhiều bài thì chưa được trình bày tại đây. Thì do chúng tôi đề nghị cái bộ phận bộ công thương, bộ phận tổng hợp thì sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến của chuyên gia. Nhất là ngày đại diện cho One Bank cũng như các bài tham luận khác, ý kiến của các diễn giả trong hội thảo. Chúng ta sẽ có cái tổng hợp cái kết quả của hội thảo để báo cáo với Thủ tướng và Chính phủ. Đồng thời tôi cũng giao cho Bộ Công Thương và Văn phòng Ban Chỉ đạo Hội nhập Kinh tế Quốc tế ngay từ bây giờ thì phải triển khai những cái việc, những cái nội dung mà chúng ta thu hoạch được trong cái hội thảo này cũng như chỉ thị năm ngoái mà Thủ tướng đã ban hành. Đồng thời phải chuẩn bị sớm cho cái tổ chức diễn đàn của năm 2019. Tôi đề nghị là có thể chúng ta làm thời gian nó dài hơn. Một ngày, hai ngày, quy mô nó rộng lớn hơn, có thể điện ở điểm ở khác thay đổi cái địa điểm, thay đổi thêm những cái mời thêm những cái diễn giả khác và tổ chức đi sâu vào một số các nội dung trọng điểm. Thì chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ để chúng ta làm cho cái diễn đàn của 2019 thì nó nó thiết thực, nó hiệu quả hơn và có cái ảnh hưởng sâu rộng hơn đối với chính phủ cũng như là cộng đồng doanh nghiệp. Lần cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn Uân Bành đã hỗ trợ cho bộ Bộ Công Thương cũng như chính phủ tổ chức cái diễn đàn này trân trọng cảm ơn các quý vị đã đến dự và trân trọng chúc sức khỏe quý vị và chúc quý vị có một bữa trưa rất là ngon miệng xin trân trọng cảm ơn